Hả? Nhìn gì? Anh thì còn cái 28 thế. Đầu lắm. Đấy. Bao hình ảnh hết rồi này. Toàn người đẹp này, chuẩn bị phong bì đấy. Thầy bảo là đến tiền là ngày của chip rồi. À. Ông đầu chọc trông giống sư mà cũng trông giống xã hội nhất gì đấy hả? Thưa một đồng à? Kiểm tra lại thêm chắc kẹp zip rồi. Ừ. Áo đỏ là MC đang đắt xô nhất khu vực miền Bắc nhé. Đầu chọc thì tôi trông cũng giống sư mà trông giống dân dân xã hội như lích là pháo lớn nhá. Đấy. Còn đây là thanh niên Tiến keyboard ế vợ nhé. Đấy. Không, đây đây.